Người đàn ông này mới được ra tù, thế nhưng việc đầu tiên anh ta làm đó là thực hiện những phi vụ giết người hàng loạt. Vậy nguyên nhân do đâu khiến anh ta làm thế? Mời các anh em cùng mình đến với bộ phim mang tên Thần Tốc do tài tử điển trai Johnson thủ vai chính. Anh ta tên là Doc, đã có thâm niên 10 năm bóc địch. Nay là ngày Doc được hãn mạn tù nên không biết trong thời gian ở tù, Doc đã gây thù chuốc án với ai không. Nhưng khi anh ta ra tù, các bạn tù thay vì gửi lời chúc mừng, họ lại thi nhau chửi bới, ma sát và hứa hẹn khi nào ra tù họ sẽ bóp nát anh ta như một trái cà chua. Ngày đầu tiên được phóng thích, Doc được đưa tới gặp giám đốc trại giam để nghe ông ta giao giảng về cách làm người tốt. Cùng một danh thiếp, nếu cần anh ta có thể tới tìm ông ấy. Nhưng với những lời văn hoa của giám đốc, Doc chỉ nói duy nhất một câu, lối ra ở đâu. Thời khắc này, Doc đã đợi chờ suốt 10 năm và không muốn lãng phí thêm một giây phút nào cả. Sau đó, anh ta lao nhanh ra khỏi cổng trại giam như một cơn gió và đi tới gara xe tự động. Ở đó đã có một chiếc ô tô chuẩn bị sẵn cho mình. Anh ta lên xe, liền lấy tấm ảnh chụp cùng anh trai mình dán lên chiếc gương ở trước xe, rồi cầm lấy tập hồ sơ xem xét một lượt. Những kẻ có mặt trong này chính là những kẻ anh sẽ xử lý ngay sau khi ra tù. Anh ta lao như bay đến địa điểm đầu tiên, đó là một công ty. Mặc dù nơi này không cho phép người lạ ra vào tùy ý, nhưng anh Chọc không quan tâm. Anh ta gạt tay nhân viên lễ tân lao nhanh như một cơn gió vào đúng vị trí ngồi của một nhân viên bán hàng. Nam chính đã tặng luôn cho người này một viên kẹo đồng vào giữa trán, sau đó Đốc lại rời đi như cách anh ta xông vào. Tối đó, ở một diễn biến khác, tại nhà vệ sinh công cộng, một cảnh sát tên là Host, anh ta đang thực hiện việc mua bán ma túy với một tên xã hội đen. Có vẻ như trong túi chỉ còn vài đồng tiền lẻ, nên anh ta không thể mua nổi một tép thuốc, thế là tên kia định bỏ đi. Tuy nhiên, sau đó Host lại quay ra năn nỉ tên này bán thuốc cho mình. Khi có thuốc trong tay, anh ta chui vào xe và tự tiêm ma túy vào người để chế ngự cơn thèm thuốc của mình. Sáng hôm sau, anh ta đến hiện trường vụ án bắn súng với bộ dạng không thể nào tệ hơn. Vì còn vài tuần nữa là Host nghỉ hưu, nên cấp trên đã điều anh ta đến tiếp quản vụ án anh Chọc bắn chết người của một nữ đồng nghiệp khác tên Suri. Suri có vẻ không ưa bộ dạng nhếch nhác của Host nên không muốn làm việc cùng anh ta. Tuy nhiên, Host cũng nói rằng anh ta đến đây không phải là điều anh ta muốn mà là do cấp trên sắp xếp. Thế là cả hai miễn cưỡng làm việc cùng nhau. Lại nói về Doc, ngày thứ hai sau khi ra tù, anh ta đã thanh toán xong nhân viên bán hàng và đi đến gặp một tay anh chị xã hội đen. Hôm nay, Doc đến gặp hắn để lấy thông tin những kẻ còn lại. Thế nhưng, thay vì nhận tiền rồi đưa cho Doc những thông tin những kẻ đó như thương lượng từ trước, thì hắn ta lại muốn lật mặt. Hắn nói rằng hắn đã tốn rất nhiều công sức để tìm ra những tên này cho Doc, và giờ đây hắn muốn đòi thêm chứ không chịu giá cũ nữa. Thấy Doc không chịu, hắn liền sai một tên đàn em của mình ra với mục đích lấy thịt đè người để kiếm thêm chút ít. Tên đàn em cũng rất hùng hổ xông ra, thì hắn ta liền nhìn thấy ngay hình xăm trên tay Doc, hắn lùi lại như vừa gặp ma. Sau đó liền lùi đi nhanh chóng để lại tên đại ca trong sự ngỡ ngàng. Hắn ngoan ngoãn cống nộp hồ sơ cho Doc mà không dám láo lếu nữa. Doc xem qua một lượt thì đó tất cả là những kẻ mà anh muốn cho bọn chúng đi tàu 6 ván, ở đó có tên và địa chỉ của bọn chúng. Lúc này tại đồn cảnh sát, Host và Suri đang xem lại đoạn video khi nhân viên bán hàng bị Doc bắn chết. Suri nhận thấy dường như người bán hàng khi nhìn thấy Doc, anh ta đã rất hoảng sợ, điều đó được thể hiện rõ ràng qua đôi mắt. Để điều tra thêm vụ này, đêm đó họ đã ngủ lại cơ quan. Vợ của Host liên tục gọi điện nhắc nhở anh ta về sớm để đưa cậu con trai của mình tham gia giải bóng sắp tới. Anh ta chỉ biết hứa hẹn với vợ để xoa dịu cơn giận dữ của cô ấy. Tại một diễn biến khác, một sát thủ điển trai khác tên là Billy đang ngày đêm tập luyện yoga để rèn luyện sức khỏe. Anh ta có một cô bồ nóng bỏng tên là Sarah. Cả hai yêu đương khá nồng nhiệt. Đúng lúc này, anh ta nhận được một đơn đặt hàng, đó là bảo vệ một người trước mỗi nguy hiểm đang rình rập ông ta bằng cách tìm và giết chết kẻ đó khi người này ra tay hạ sát ông ta. Và người đó không ai khác chính là Doc. Nhận được đơn đặt hàng, cả hai lập tức chuẩn bị. Billy có một kho vũ khí vô cùng xịn sò với đầy đủ súng ống thuộc hạng đời mới nhất. Sau một hồi lâu chuẩn bị đâu ra đấy, anh ta cũng đã xong xuôi và hôn tạm biệt bạn gái rồi lên đường đi tìm Doc. Tại trụ sở cảnh sát, cấp trên cũng vừa đến gặp Suri để xin lỗi cô vì đã đường đột sắp xếp cô với Host, người mà cô không muốn làm việc chung. Theo thông tin từ một nhân chứng giấu mặt cung cấp, cảnh sát đã có được danh tính của Doc. Họ biết anh ta là một nhân vật nổi tiếng trong tù, là nỗi khiếp sợ của nhiều tay giang hồ. 10 năm trước, anh ta đã tham gia vào một vụ cướp ngân hàng cùng anh trai mình. Khi cả hai vừa mới ra khỏi ngân hàng thì bọn chúng đã bị cảnh sát phát hiện và đuổi theo sát nút. Có thời điểm dường như bọn chúng đã suýt bị bắt, nhưng nhờ vào khả năng lái lụa của Doc, bọn chúng đã thoát được vòng vây một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, cho dù cả bọn không bị cảnh sát bắt nhưng lại bị một đám giang hồ khác đánh hơi thấy mùi tiền nên đã xông đến muốn hớt tay trên. Vì không có sự đề phòng nên cả bọn bị rơi vào thế bí. Bọn kia dí súng vào đầu anh trai Doc và uy hiếp tên này giao ra tiền cho chúng. Thế nhưng dù thế nào, anh trai Doc cũng không giao ra. Chúng thấy thế liền giết luôn cả tên đàn em của họ để cảnh cáo. Thế nhưng anh trai Doc vẫn nhất định không chịu khai ra vị trí để tiền.
Khi không làm được gì, thế là mặc cho Đốc van xin, một tên vẫn dùng dao cắt cổ anh trai Đốc đến chết. Chứng kiến anh trai chết trước mặt, Đốc không làm gì được, chỉ có thể khóc lóc thảm thiết và thề rằng nếu còn sống sẽ giết từng tên một để trả thù cho anh trai. Điều ám ảnh hơn nữa là bọn chúng không chỉ giết anh em của nhóm cướp mà còn dùng máy ghi lại cảnh tượng đó để làm trò tiêu khiển. Sau khi anh trai bị giết, Đốc cũng bị chúng bắn chết vì không lấy được gì. Tuy nhiên, do viên đạn bắn sượt qua sọ não chỉ khiến anh ta chết lâm sàng. Lúc này, sau khi có được hồ sơ của những kẻ đã từng tham gia vào việc giết anh trai mình, Đốc đã lên đường tìm đến kẻ thù tiếp theo của mình. Tên này là một lão già dâm ô, khi chính ông ta là kẻ cầm máy quay ghi lại cảnh tượng chúng giết chết anh em Đốc. Lão ta cũng chính là ông già mà Billy đang theo dõi từ xa để bảo vệ. Ông ta chuyên đóng vai ông già có sức khỏe yếu để tiếp cận các cô gái trẻ, sau đó lợi dụng lòng thương người của họ lừa đưa họ về nhà. Sau khi lừa được các cô gái trẻ về nhà, ông ta sẽ chuốc thuốc mê cho họ không biết gì, rồi giam họ trong nhà mình, sau đó lấy máy quay phim, quay lại những việc làm dâm ô của mình. Lão đang tiến hành thủ đoạn bẩn thỉu của mình thì ngay lúc này, Đốc xông vào. Lão ta liền nhận ra anh ta và không ngừng chắp tay van xin Đốc tha cho mình. Lão nói trước kia làm vậy là vì bị bọn chúng ép buộc chứ lão không muốn làm vậy và mong Đốc tha cho mình. Anh ta dứt khoát giơ súng lên và bắn thẳng vào đầu lão, kết thúc cuộc đời của lão già bệnh hoạn. Sau khi thanh toán xong lão già, Đốc nhanh chóng ra ngoài. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì Đốc chạm mặt sát thủ Billy. Không hẹn mà gặp nên cả hai đã chào nhau bằng một màn mưa đạn bụi mù. Không kịp để cho anh ta ra tay, Đốc đã bắn liên tiếp phủ đầu khiến cho Billy chỉ có thể né sang một bên chờ thời cơ. Nhưng khi thời cơ đến thì Đốc đã bốc hơi. Đây là lần đầu tiên Billy gặp một đối thủ như vậy khiến anh ta không khỏi ngỡ ngàng, bất ngờ. Tối đó anh ta đã về và kể lại toàn bộ diễn biến cho bạn gái nghe. Anh ta chưa gặp một người nào như Đốc trước đây. Dù không được đào tạo bài bản nhưng Billy biết Đốc có khả năng thiên bẩm trong người và anh ta rất tò mò về Đốc. Tối hôm đó sau khi ám sát lão dê già, Đốc đến một nhà nghỉ ngoại ô để nghỉ ngơi. Tại đây, anh biết được mình đã bị lộ danh tính. Tuy nhiên, Đốc không hề lo lắng mà chỉ suy nghĩ làm thế nào để giết hết bọn người năm xưa trước khi bị cảnh sát bắt lại. Rất nhanh, vụ ám sát đã được thông tin đến cảnh sát. Host được Suri triệu tập lập tức về văn phòng. Thế nhưng vì phải đưa con đi đánh bóng nên hơn 2 tiếng sau, anh ta mới có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy rất nhiều băng ghi hình của lão dê già kèm theo dấu vết đấu súng của Đốc và một người nữa. Theo xác minh, người này chính là Billy, một sát thủ đẹp trai như tài tử điện ảnh. Tuy nhiên, sau cuộc đọ súng, họ cũng không biết hai cao thủ này đang ở đâu. Tại sở cảnh sát, Host cũng kể cho Suri nghe về vợ của mình. Anh ta gặp cô ấy khi cô ấy bị ma túy làm cho thành thân tàn ma dại. Họ đã gặp và kết hôn với nhau. Tuy nhiên, Suri không tin những gì Host nói. Cô nghi ngờ anh cũng dính vào ma túy nhưng Host nói rằng anh ta đã cai nghiện khi con trai của họ ra đời. Thế nhưng đó chỉ là lời nói dối của Host. Thực chất trong những năm qua anh ta vẫn chưa cai được thuốc. Đối tượng tiếp theo trong chuyến bay này của anh là Nan. Cô chính là bạn gái cũ của Đốc. Đốc đến nơi thấy bạn gái của mình đang chào tạm biệt cậu con trai tầm 8 tuổi đi học. Lúc này thấy Nam vào nhà, Đốc mới vào theo. Trong nhà, cô đang có một em bé còn rất nhỏ. Đốc nghi ngờ cậu con trai David của Nan chính là con trai của mình. Tuy nhiên, cô ấy lại phủ nhận điều đó và nói rằng sau khi Đốc bỏ cô đi thì cô đã phá thai và đứa trẻ đó không phải là con của anh ta. Thế nhưng, Nan cũng đang biết được việc làm hiện giờ của Đốc. Cô không quên dặn Đốc rằng bọn chúng đã biết anh đang săn lùng chúng nên chúng cũng đang rất đề phòng anh ta, cần phải cẩn trọng khi hành động. Đốc không nói gì, chỉ nhanh chóng rời đi. Bên này, anh chàng sát thủ điển trai Billy cũng đang tổ chức lễ kết hôn với cô bạn gái. Sau khi có vợ, hai người đã có một bữa ăn mừng bằng việc bắn súng tại đây. Billy nói rằng anh ta sẽ giải nghệ và họ sẽ bán căn nhà hiện tại và mua một căn nhà gỗ khác để ở. Nghe vậy, vợ Billy rất vui và cô hy vọng rằng từ giờ cuộc sống của hai người sẽ bình yên và không có biến cố nào xảy ra nữa. Bên này, chú cảnh sát nghiện Sike lại tìm đến nhà vợ cũ, nhưng cô ấy không cho anh ta vào. Cô tìm mọi cách đuổi anh ta đi và nói rằng cô ấy sắp tốt nghiệp cao đẳng, cô muốn có một cuộc sống mới với con trai của họ và không muốn dây dưa gì với anh ta nữa. Mong anh ta hãy để cho hai mẹ con họ được yên. Tuy nhiên, Host không muốn từ bỏ. Anh ta đã đến và quỳ gối bên vợ cũ của mình, hy vọng cô có thể cho anh ta cơ hội được ở lại với con trai một đêm. Thế là trước lời thỉnh cầu của Host, cuối cùng anh ta cũng được ở lại với hai mẹ con. Đêm đó, hai cha con đang nằm nói chuyện trên giường thì bỗng nhiên thấy tiếng động ngoài phòng khách. Khi anh ta ra xem thì thấy cô vợ của mình đang vừa phê thuốc. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cô ta luôn mồm nói rằng mình phải trả giá cho những tội lỗi đã gây ra. Cùng đêm đó, Đốc cũng đã lái xe đến một đối tượng tiếp theo trong danh sách trả thù của anh ta. Đó là một tên béo làm ở một hộp đêm. Đứng bên ngoài quan sát, Đốc không khó để nhận ra hắn khi trên tay hắn vẫn còn hình xăm năm xưa. Tên này chính là tên đã trực tiếp dùng dao cắt cổ anh trai Đốc. Dù có hơn 10 năm đi qua nhưng chỉ cần nhìn xăm của hắn là hình ảnh năm xưa anh trai bị hắn cắt tiết lại hiện về rõ mồn một, khiến cho Đốc lại trào dâng lòng căm thù. Sau khi vượt qua vòng gửi xe, Đốc tiến vào bên trong và theo dõi hắn.
Thấy hắn đi vào nhà vệ sinh, Đốc liền chớp được thời cơ xông vào. Khi nhìn thấy Đốc, hắn liền nhận ra người xưa, thế nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh và ra hiệu cho nhân viên của mình ra ngoài để mình hắn ở lại xử lý mọi chuyện. Hắn biết hôm nay Đốc tìm đến đây đồng nghĩa với việc chỉ có một trong hai người có thể bước qua được cánh cửa đó. Sau đó, hai người đều rút vũ khí của mình ra. Tuy nhìn bề ngoài, cả hai đều ngang cơ nhau, tuy nhiên Đốc đã mất 10 năm chỉ để tôi luyện ý chí trả thù, cộng thêm cả một danh sách dài những tên đầu sỏ đã bị Đốc thanh toán thì hắn không phải là đối thủ của Đốc. Rất nhanh, chưa hết hiệp 1 thì hắn đã bị Đốc hạ đo ván dưới sàn. Biết mình không thể qua khỏi, hắn chơi trò đánh đòn tâm lý là nhờ Đốc sau khi hắn chết hãy gọi cho con trai hắn nói rằng hắn rất yêu con. Quả nhiên khi nghe hắn nói vậy, Đốc đã yếu lòng, đồng thời tên này cũng gục xuống, khiến cho Đốc cứ tưởng hắn đã chết nên không làm gì hắn nữa mà đi ra ngoài thực hiện di nguyện cuối cùng của hắn, đó là gọi cho con trai của hắn. Còn chàng sát thủ đẹp trai này tưởng sau khi cưới được cô vợ xinh đẹp sẽ rửa tay gác kiếm, nhưng ngồi lâu ngứa tay, anh ta vẫn không thể giữ lời hứa với cô được. Đêm đó, tranh thủ khi cô vợ đang say giấc, anh ta mò dậy mang hàng nóng ra lau chùi. Không thấy chồng đâu, cô ta mới đi tìm thì thấy anh chồng đang định quay về nghề cũ. Cô khuyên can nhưng Billy vẫn không nghe, anh ta vẫn không thể bỏ lỡ một đối thủ như vậy được. Tình hiếu thắng trong người không cho phép anh ta được bỏ ngang công việc của mình. Thế nên mặc cho lời khuyên của vợ trẻ, Billy vẫn tiếp tục thực hiện đến cuối cùng. Về phần Đốc, sau khi thanh toán xong tên thứ ba, anh ta quay về nhưng trên đường lại nghe thấy thông báo về vụ tấn công người ở quán bar. Thế nhưng tên da đen mà anh tưởng đã chết lại được đưa đi cấp cứu. Đốc đã dồ ga đạp số quay lại bệnh viện. Tại đồn cảnh sát, họ đã tìm ra được một vài điểm chung của những kẻ bị Đốc giết chết. Và khi nghe đến tên thứ ba bị bắn tại một hộp đêm, họ đoán rằng thế nào Đốc cũng quay lại nên đã cử host đến trực tại bệnh viện đề phòng. Đốc sau khi đến bệnh viện đã lặng lẽ đi đến phòng cấp cứu tìm và xác định thấy đúng là hắn. Anh ta không do dự bắn liên tiếp hai phát vào đầu hắn, thấy máy điện tim báo hiệu không còn sự sống của tên này, Đốc mới bỏ đi. Lúc này nghe tiếng súng, tất cả các nhân viên bệnh viện bỏ chạy toán loạn. Cảnh sát host, anh ta chạy xuống tầng hầm thì thấy bóng dáng của Đốc đang đi. Đến khi Đốc quay lại thì cả hai có một cuộc đọ súng khét lẹt. Thế nhưng người thì không bắn mà hai ông anh này lại cứ nhằm mấy bờ tường dây điện bắn loạn xì ngầu cả lên. Cuối cùng bắn hỏng cả đường dây điện của đường hầm. Trong ánh đèn tranh tối tranh sáng, host cầm súng trên tay mà sợ tột lụt, sắp rơi cả súng ra. Thế nhưng khi chưa kịp làm anh hùng thì vừa mở mắt đã thấy họng súng của Đốc chĩa vào đầu mình. Trong tình thế này, host chỉ có thể bỏ súng và giơ tay nhắm mắt phó mặc số phận cho sát thủ định đoạt. Đốc thấy người trước mặt mình là một cảnh sát cho nên đã quyết định tha cho host. Đến khi host mở mắt ra thì đã không thấy bóng dáng sát thủ đâu nữa. Thoát ra ngoài, Đốc lên xe lao như bay trong đêm tối để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Tuy nhiên, sát thủ Billy đã đuổi theo anh ta sát nút. Hai người lao như bay trong đêm tối như hai anh hùng xa lộ. Đốc nhanh tay rút súng ra bắn thủng lốp xe của Billy, nhưng anh ta cũng bị Billy bắn cho một phát sượt qua cổ. Đốc một tay ôm cổ, lái xe chạy thoát. Billy do bánh xe bị thủng lốp nên không thể đuổi theo được. Đốc sau khi chạy thoát đã tìm về nhà mình. Anh ta chĩa súng vào người phụ nữ trước mặt, đó là mẹ anh ta. Mục đích lần này về nhà của Đốc là giết chết cha dượng của mình báo thù vì anh ta cho rằng việc anh trai mình chết là do ông ta gài bẫy. Đốc cho rằng ông ta đã biết việc họ đi cướp ngân hàng và thông báo cho bọn cướp khác để chúng đến cướp tiền của anh em Đốc, nhưng anh ta lại nghe tin ông ấy đã chết được mấy năm rồi. Không những thế, mẹ anh ta lại nói ông ấy không làm vậy vì ông ấy rất yêu anh trai Đốc nên không thể nào khiến con trai mình bỏ mạng được. Bà cũng không hiểu vì sao một người có tiền đồ như Đốc lại đi theo một con đường tội lỗi của anh trai. Thì Đốc nói rằng do anh trai nợ bọn xã hội đen một số tiền khá lớn và anh ấy cần Đốc giúp. Là anh em nên Đốc không thể khoanh tay đứng nhìn anh trai mình gặp nạn mà không giúp. Nghe mẹ nói, Đốc thấy bà nói có lý, nhưng nếu làm vậy thì ai là kẻ đã báo tin cho vụ cướp kia? Về phần Billy, sau 3 phi vụ liên tiếp Đốc giết người, anh ta cũng không giết được Đốc, khiến người thuê anh ta không còn kiên nhẫn và quyết định hủy hợp đồng với anh ta. Cảnh sát Holt sau pha chết hụt thì đã bình an về đến văn phòng. Lúc này anh ta nhận được thông báo của Suri rằng tất cả những tên mà Đốc giết đều là những tên có tiền án trộm cắp, cướp của, hiếp dâm, nhưng không tên nào phải chịu án tù quá lâu, lần nào chúng cũng được chỉ điểm để được thoát tội. Họ tiếp tục tìm hiểu về những kẻ đồng lõa trong vụ giết anh trai Đốc năm xưa và cảnh sát cần tiếp cận với những người này để bắt Đốc. Trong khi đó, Đốc đã tiếp tục lên đường tìm đến kẻ tiếp theo trong đám côn đồ khiến anh trai mình phải chết. Tên này giờ làm nghề thuyết pháp. Sau khi Đốc đến nơi hắn đang làm việc thì hắn ta vẫn thao thao bất tuyệt về sinh tử trên đời và nhận được rất nhiều sự tin tưởng của mọi người. Ấy vậy nhưng khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Đốc xuất hiện ngoài cửa thì lập tức mồm hắn như bị đổ bê tông, không thể nói được điều gì. Tuy nhiên sau giây phút bất ngờ thì hắn lại bình tĩnh thực hiện nốt buổi thuyết pháp của mình. Để cho mọi người về hết, Đốc mới tiến đến gặp hắn ta. Hắn cũng không bỏ chạy mà bình tĩnh ở lại nói chuyện với Đốc vì hắn biết trước sau gì cũng sẽ có một ngày Đốc đến tìm mình.
Hắn nói rằng trước đây hắn làm vậy vì đơn giản lúc đó cuộc sống của hắn tối tăm không lối thoát. Hắn nhận lời canh cửa cho bọn chúng để kiếm mấy đồng bạc lẻ để hút ma túy cũng như chơi gái. Thế nhưng sau đó hắn đã bị tống vào tù một thời gian. Sau khi ra tù, hắn đã chọn con đường khác để sống và trở thành một người thuyết pháp như hôm nay. Hắn nói rằng năm đó mặc dù không trực tiếp giết anh trai của Đốc nhưng hắn cũng có tham gia, thế nên sau này hắn luôn sống trong giàn vặt. Để chu tội, hắn đã sống tử tế hơn, thậm chí nhận 5 đứa trẻ về làm con nuôi nữa. Lúc này đây, khi đứng trước án tử treo trước mắt, hắn đã sẵn sàng chấp nhận cái chết để trả giá. Hắn quỳ xuống chân Đốc nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái chết tới, nhưng Đốc chỉ bắn một phát súng tượng trưng và tha cho hắn về với vợ con của hắn. Sau đó, Đốc bước vào bên trong nhà phục sinh thì Billy đã tìm đến nơi và thấy được hành tung của Đốc. Lợi dụng lúc Đốc không để ý, Billy đã rút súng dí vào mặt anh ta. Thế nhưng Đốc lại không hề có hành động phản kháng. Điều này khiến cho sát thủ hàng đầu như Billy không phục. Anh ta muốn được một lần đối đầu với tay sát thủ như Đốc để chứng minh bản thân mình. Thế nhưng đổi lại, Đốc vẫn thờ ơ. Lúc này, Billy ra con bài cuối cùng và nói rằng còn một tên nữa mà Đốc cần hạ trong danh sách này, đó chính là người đã thuê anh ta giết Đốc. Lúc này, Hoss cũng đã tìm đến nơi mà hai sát thủ đang đối đầu nhau. Anh ta gọi về văn phòng cho Suri để thông báo cho cô ấy biết mình sẽ vào trong và nếu như có chuyện gì không may xảy ra thì nhờ cô chuyển lời tới con trai anh ta rằng nó có một ông bố tuyệt vời. Sau đó anh ta đi vào bên trong thì thấy Billy đang chĩa súng vào đầu Đốc. Không chần chừ, anh ta cũng chĩa súng vào Billy và yêu cầu anh ta bỏ súng xuống, sau đó lấy danh nghĩa cảnh sát bắn chết Đốc. Sau khi xong xuôi mọi việc, Billy mới biết Host chính là người đã thuê mình để giết Đốc. Anh ta làm như vậy là vì sợ mình không đủ trình để giết Đốc. Và Host cũng nói rằng chính hắn ta là kẻ trước kia đã đứng sau mọi chuyện trong cái chết của anh trai Đốc, cũng là kẻ đã bắn Đốc khiến anh ta chết hụt. Vợ của Đốc cũng chính là người yêu cũ của anh trai Đốc, chính cô ta là người đã báo tin cho Host về vụ cướp và về nơi mà họ đang ẩn náu. Khi Đốc ra tù, Host biết có ngày anh ta sẽ tìm mình để báo thù nên muốn thuê Billy để giết Đốc để thủ tiêu trước. Sau khi biết được Host chính là kẻ đứng sau mọi chuyện, Billy cảm thấy vô cùng tệ. Anh ta lập tức bỏ về và không thèm lấy tiền công nữa. Lúc này, Suri sau khi nhận được cuộc gọi của Host cũng đã đến chỗ anh ta báo tin. Thế nhưng trên đường đi thì cô phát hiện ra Host chính là một trong những kẻ trước đây có tham gia đến phi vụ giết anh trai Đốc. Việc anh ta tham gia vào vụ này không phải là do cấp trên cử đến, mà do anh ta tự nguyện đi cầu xin cấp trên để được tham gia nhằm mục đích có cơ hội nắm được hành tung của Đốc, rồi từ đó thuê người ra tay diệt trừ hậu họa. Sau khi bắn một viên đạn vào đầu Đốc, Host tưởng anh ta đã chết liền vui mừng gọi điện về cho vợ và hứa sau này sẽ trở thành một người chồng tốt. Tuy nhiên, lời chưa kịp nói hết đã bị một viên đạn bay qua não. Hóa ra viên đạn đó là do Đốc. Anh ta đã thoát chết ngoạn mục nhờ một miếng sắt trong đầu do lần phẫu thuật lần trước được bỏ vào. Host không ngờ rằng lần trước mình bắn không khiến cho Đốc chết, lần này lại cũng viên đạn từ tay mình cũng không khiến Đốc bỏ mạng. Có lẽ là một cảnh sát tồi nên đã đến lúc hắn ta phải trả giá cho những gì mình gây ra. Cuối phim, Suri đến nơi chỉ còn lại cái xác của Host và sát thủ đã bốc hơi từ lâu. Phim mang đến những thông điệp quả báo luôn có mắt, chỉ cần gây tội ác thì dù là sớm hay muộn thì trước sau gì cũng sẽ lãnh hậu quả. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.